chưa qua, 8760 giờ là chưa xa. Tết đến xuân về năm mới cân kề, và giao thừa đã tới rất cập kê. Nhào kéo chèo, 4321 cụm ly mình lao đèo, không khí xung vầy xung quanh thật huyên náo, pháo hoa ngập trời đêm nay một thế nào. Gặp người ta chúc xuân này, chúc nhà một năm no ấm đủ đầy, thêm một tuổi mới gặp nhiều điều may, anh em cầu được ước thấy. Người ta gọi đây là Tết cổ truyền, với những tập tục đã trở nên phổ biến, mâm ngũ quả trên bàn và tổ tiên và bánh chưng xanh có cả một câu chuyện. Yeah.